Những loại rau ít ngâm hóa chất nhất chợ mà bạn không nên bỏ qua. 1. Rau bina. Rau bina thường được trồng theo phương pháp hữu cơ, nghĩa là không sử dụng hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu hoặc phân bón hóa học. Bạn có thể tìm rau bina hữu cơ tại các cửa hàng thực phẩm hữu cơ hoặc sân chợ nông sản. 2. Rau diếp cá. Rau diếp cá là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin C, vitamin K và các khoáng chất như sắt, kali và magie. Rau diếp cá chứa các hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene và lutein, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của các gốc tự do và cải thiện sức kháng của cơ thể. 3. Rau cải thảo. Rau cải thảo có thể dễ dàng mua được và thường ít bị xử lý hóa học. Rau cải thảo chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin K, vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin E, canxi, kali, sắt và các khoáng chất khác. Rau cải thảo có chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm beta-carotene và flavonoid, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và tác động của các gốc tự do. 4. Mướp. Mướp là một loại quả được ưa chuộng trong nấu ăn Việt Nam và thường ít bị xử lý hóa học. Mướp chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin C, vitamin K, kali, sắt, magie và chất xơ. Vitamin C trong mướp có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ khỏi bệnh tật. 5. Cà tím. Cà tím là một loại rau thường ít bị phun thuốc và có thể mua ăn an tâm. Cà tím chứa chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Nó có thể giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ sức kháng và bảo vệ sức khỏe não. Chính vì vậy, bạn có thể chọn cà tím cho bữa ăn của mình. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.